Dẫn PRP khi tiêm sẽ bị đau, mix kèm với lidocaine có được không bác sĩ? Có gây phản ứng hay mất đi chất lượng của PRP không? Ngoài ra nữa thì em có thể là sử dụng nó, có một số những cái máy rung, em có thể là áp lên trên bề mặt da và nó sẽ làm cho da vùng đấy nó sẽ rung lên. Da bị mụn thì chăm sóc da ở nhà như thế nào? Vẫn làm các bước skin care bình thường hay sao ạ? Một câu hỏi tiếp theo của bạn Linh Nguyễn, PRP khi tiêm sẽ bị đau, mix kèm với lidocaine có được không bác sĩ? Có gây phản ứng hay mất đi chất lượng của PRP không? Thứ nhất là chúng ta sẽ không mix cùng với lidocaine, bởi vì khi mà chúng ta mix với cái lidocaine thì nó có thể là nó làm cho cái PRP chúng ta sẽ bị loãng cái nồng độ nó đi và cái hiệu quả nó sẽ kém hơn. Thế thì để mà có nhiều cách để chúng ta sẽ giảm đau của khách hàng thì không nhất thiết là chúng ta phải mix cái lidocaine. Bởi vì khi mà em mix lidocaine ấy, ngay cả cái việc mà lidocaine mà em dùng lidocaine để em tiêm ấy, thì nó vẫn đau. Tức là nó đau ở chỗ là cái kim nó sẽ đi vào. Thì một số những cái lý do để mà là cho cái PRP nó sẽ bị tiêm đau ấy, thứ nhất là do cái đầu kim. Cái kim nó lớn thì khi mà chúng ta tiêm nó sẽ rất là đau. Nên là đối với PRP mà chẳng hạn như đối với anh mà khi mà anh điều trị, anh tiêm PRP ấy, thì anh sẽ dùng cái kim 32G. Thì cái kim nó rất là bé thì nó sẽ không đau. Tiếp theo nữa là trong cái kỹ thuật tiêm, chúng ta sẽ phải có những cái cách để chúng ta tiêm. Ví dụ như là gần như là cái kỹ thuật tiêm của mình, kỹ thuật tiêm nó rất là nhanh mà cái thao tác. Nhưng mà để mà chia sẻ cho mọi người cái thao tác ở đây thì nó sẽ rất là khó để mà mô tả cái thao tác nó như thế nào. Thường thì trong cái khóa học về trẻ hóa da thì có cái phần PRP ấy, thì mình sẽ làm và mình hướng dẫn cho mọi người thì mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Chứ bây giờ mà mô tả cái cách tiêm thì nó sẽ không thể mà mô tả được. Ngoài ra nữa thì em có thể là sử dụng, nó có một số những cái máy rung, em có thể là áp lên trên bề mặt da và nó sẽ làm cho da vùng đấy nó sẽ rung lên và lúc này chúng ta sẽ cái cảm giác đau nó sẽ bị lan tỏa ra và lúc đấy chúng ta sẽ không có cảm giác đau nữa. Thì đấy là một số những cái cách để chúng ta có thể là giảm cái tình trạng đau khi mà chúng ta tiêm PRP. Ngoài ra thì em có thể là dùng một số những sản phẩm mà tê, em có thể là bôi lên trên bề mặt da, ví dụ như là cái lidocaine của Hàn Quốc, cái loại là 10.56%. Một số trường hợp em cũng có thể là dùng cái sản phẩm mà tê giống như là tê bộ cạp ấy. Thì cái nồng độ nó sẽ cao hơn, nó có thể là lên tầm 20-30% thì nó cũng sẽ giảm đau cho khách hàng. Chứ không nên mix với cái lidocaine khi mà chúng ta tiêm PRP. Một câu hỏi tiếp theo nữa của bạn là da bị mụn thì chăm sóc da ở nhà như thế nào? Vẫn làm các bước skin care bình thường hay sao ạ? Đó thì khi mà da của em bị mụn mà em muốn chăm sóc da tại nhà, có thể là rất là nhiều người, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà dịch bệnh nó xảy ra như thế này ấy, thì cái tình trạng mà mụn nó nổi lên rất là nhiều sau khi mà chúng ta đeo khẩu trang hàng ngày cũng như là chúng ta ở nhà hàng ngày như thế. Đó thì khi mà chúng ta có những cái cách nào để chúng ta có thể là chăm sóc da mụn tại nhà, thì đầu tiên là em vẫn làm những phương pháp skin care như thế, nhưng mà em nên sử dụng những sản phẩm mà có chứa những thành phần mà BHA. Khi mà chúng ta sử dụng những sản phẩm mà BHA ấy, thì khi mà chúng ta peel vào, em ơi lấy cho anh cái lọ peel của BHA được không? Lát nữa mình sẽ cho mọi người cái sản phẩm mà mình peel cái BHA trong cái quá trình mình điều trị tại nhà. Thực ra mình cũng mua cái này để mình bôi lên trên bề mặt da thôi. Đấy là một số những sản phẩm mà bôi tại nhà khi mà mình làm ấy, thì nó sẽ có những cái kích ứng nó hơi châm chích trên bề mặt da chúng ta, và chúng ta có thể là dùng nó theo kiểu là một tuần một lần được. Cái nữa là em có thể là sử dụng một số những cái sản phẩm mà sữa rửa mặt dành cho da mụn. Thường thì nó có khả năng là nó sẽ kiềm dầu, thì em có thể là bôi vào. Nếu như mà nó có những tình trạng mà mụn li ti thì anh hay dùng một cái serum, nó là cái serum nó vừa là thành phần peel, nó cũng là peel ở nồng độ thấp thôi. Cái thứ hai nữa là nó có khả năng kháng khuẩn, diệt khuẩn đồng đấy. Thì em cũng có thể là peel lên trên bề mặt da thì nó cũng có nó tác dụng trong cái điều trị mụn. Anh có hai cái loại peel, một cái loại peel là vừa dùng để mà điều trị mụn, cái thứ hai nữa là dùng để vừa peel không, và một cái là vừa peel vừa tiêu diệt vi khuẩn. Đây là cái sản phẩm mà anh đang dùng này, nó cái nồng độ cái này nó của Hàn Quốc, đợt trước mình không nhớ mình mua đâu đấy ở hội chợ, nó rơi vào tầm khoảng 600 gì đấy. Thế thì cái này nó dùng được rất là nhiều, anh hay dùng tại nhà. Nhiều người bảo là bác sĩ có làm đẹp không, vẫn làm nha, vẫn tẩy da chết ở nhà, vẫn dùng vẫn đắp mặt nạ và vẫn làm PRP bình thường, nói chung là mình vẫn phải làm đẹp thôi. Thế đấy chính là cái cách để mà chúng ta có thể là chăm sóc da tại nhà. Ngoài ra thì nếu như mà nó có những tình trạng mà mụn viêm nó li ti lên thì em nên dùng một số những sản phẩm mà kem trong điều trị mụn nữa, em chấm kem trong điều trị mụn vào. Bất kể các câu hỏi nào, các bạn có thể là comment xuống đây, sau đó thì tôi sẽ trả lời từng câu hỏi cho các bạn một. Nếu như các bạn mà đang còn xem cái livestream này, các bạn có thể là giúp tôi chia sẻ cái livestream này, sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta sẽ vào để mà giải đáp các câu hỏi.